bồ tát làm thế nào không bỏ phật pháp đều dùng trí huệ mà được minh chứng bồ tát làm thế nào không bỏ đại nguyện hay lợi ích khắp tất cả chúng sinh bồ tát làm thế nào không bỏ các hạnh trụ tất cả kiếp tâm không mỏi nhàm bồ tát làm thế nào không bỏ cõi phật hay nghiêm tịnh khắp tất cả thế giới bồ tát làm thế nào không bỏ phật lực đều thấy biết được tự tại của như lai bồ tát làm thế nào không bỏ hữu vi cũng chẳng trụ ở trong khắp tất cả các cõi giống như biến hóa thị hiện thọ sinh tử tu Bồ Tát hạnh. Bồ Tát làm thế nào chẳng bỏ nghe Pháp, đều lãnh thọ được chánh giáo của chư Phật. Bồ Tát làm thế nào chẳng bỏ trí quang, vào khắp chỗ hạnh xứ của trí huệ ba đời. Bây giờ tỳ kheo thiện trụ bảo thiện tài rằng, lành thay, lành thay, thiện nam tử, ngươi đã phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ đề nay lại phát tâm cầu hỏi Phật Pháp, Pháp nhất thiết trí, Pháp tự nhiên, thiện nam tử ta đã thành tựu môn giải thoát vô ngại của Bồ Tát, hoặc đến hoặc lùi hoặc đi hoặc đứng, tùy thuận suy ngẫm, tu tập quán sát, lập tức đắc được trí huệ quang minh tên là cứu kính vô ngại, đắc được trí huệ quang minh nên biết tâm hạnh của tất cả chúng sinh không có chướng ngại biết sinh tử của tất cả chúng sinh không có chướng ngại biết đời trước của tất cả chúng sinh không có chướng ngại biết sự việc kiếp vị lai của tất cả chúng sinh không có chướng ngại biết sự việc đời hiện tại của tất cả chúng sinh không có chướng ngại biết đủ thứ lời nói âm thanh khác nhau của tất cả chúng sinh không có chướng ngại giải quyết hết thảy nghi vấn của tất cả chúng sinh không có chướng ngại biết các căn tánh của tất cả chúng sinh không có chướng ngại tùy tất cả chúng sinh đáng được hóa độ thời đều đến chỗ họ không có chướng ngại biết tất cả sát na la bà mâu hô lật đa ngày đêm thời phần không có chướng ngại biết biển lưu chuyển thứ lớp ba đời không có chướng ngại hay dùng thân mình đến khắp mười phương tất cả cõi phật không có chướng ngại tại sao vì đắc được sức thần thông không trụ, không tạo tác. Thiện nam tử do ta đắc được sức thần thông này, nên ở trong hư không, hoặc đi, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm, hoặc ẩn, hoặc hiền. Hoặc hiện một thân, hoặc hiện nhiều thân, xuyên qua tưởng vách giống như hư không, ngồi kiết già dạ ở trong hư không, đến đi tự tại giống như chim bay, vào đất giống như vào nước, đi trên nước như đi trên đất khắp thân trên dưới đều phát ra lửa ngọn giống như đống lửa lớn hoặc có lúc chấn động tất cả đại địa hoặc có lúc dùng tay dò mặt trời mặt trăng hoặc hiện thân mình cao đến phạm cung hoặc hiện mây hương đốt hoặc hiện mây báo rượu hoặc hiện mây biến hóa hoặc hiện mây lưới quang thảy đều rộng lớn che trùm mười phương